Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Anphat Computer. Đã bao giờ anh em đã nghe đến cụm từ là EGPU hay chưa? EGPU hay External Graphic Processing Unit hay bộ vi xử lý GPU giỏi theo đúng nghĩa đen luôn. Anh em bởi vì anh em đã nghe thấy nhiều cụm từ là máy tốt sử dụng GPU giỏi thì cái EGPU thực tế với chính xác là GPU giỏi, VGA giỏi đấy. Về mặt công dụng thì sẽ tương tự khi so với EGPU có trong PC hay DGPU chúng ta cắm trực tiếp vào máy. Thế nhưng tại sao chúng ta lại không sử dụng một cái giải pháp là cắm luôn vào máy mà lại đi sử dụng một cái EGPU gắn ngoài để làm gì? Mục đích sử dụng của thiết bị này vốn dĩ là không phải để dành cho desktop, bởi vì desktop có kích thước cực kỳ thoải mái và hoàn toàn có thể sử dụng được những cái mẫu cà rọ gắn trực tiếp lên mềm. Thì với EGPU được sinh ra là để phục vụ những thiết bị nhỏ gọn như laptop để có thể tăng cường cái khả năng xử lý đồ họa bên trong. Những cái mẫu laptop trên thị trường đều có kích thước mà anh em nhìn thấy theo xu thế hiện tại là cực kỳ mỏng, khiến cho những cái khoảng trống để nhét những thành phần GPU mạnh mẽ hay những cái cấu hình khác ở bên trong càng ngày càng thu hẹp lại, và gần như để có thể đảm bảo được yếu tố mỏng nhẹ thì GPU đã bị cắt bỏ đi, và EGPU thì có thể giải quyết được cái vấn đề đó. Thế nhưng tại sao cái mục đích sử dụng là cực kỳ tốt và rõ ràng như vậy, thế nhưng rất nhiều anh em lại không mặn mà với EGPU, và khi mà anh em mua đi bán lại ở trên thị trường này cũng rất khó, và chúng ta nếu có muốn mua thì cũng phải đặt trước thì mới có thể mua được. Bởi vì sao như vậy? Đơn giản thôi là do giới hạn về mặt công nghệ. Những cái mẫu EGPU rõ ràng là mục đích sử dụng tốt, thế nhưng không giống như trên PC có những khe PCI để chúng ta có thể cắm vào cực kỳ dễ dàng, thì với EGPU thì câu chuyện đấy rất khác. Với cách kết nối trên laptop thì sẽ có một số dạng cơ bản như mPCI, thế nhưng bắt buộc chúng ta phải lên mẫu laptop của mình tháo ra để có thể lắp được. Thế nhưng mà chả ai đi dùng laptop mà lại đi tháo ra được cả. Thay vào đó là sử dụng một kết nối thuận tiện và phổ biến hơn cả, đó là cổng Thunderbolt có sẵn ở trên laptop. Các cổng Thunderbolt hiện tại mới chỉ dừng lại ở Thunderbolt 4 với tốc độ là 40 Gbps trên một giây, tức là để quy đổi ra chúng ta có 5 GB một giây. Và nếu mà để quy đổi thêm nữa để cho anh em dễ hình dung hơn thì khi mà anh em cắm cạc chúng ta cần phải cắm lên kẻ X16, và bây giờ những mẫu cạc tối thiểu thì đều là PCIe Gen 3 X16 rồi. Và khi chúng ta cắm lên cái thanh đấy thì cái băng thông cũng đã là 16 GB trên một giây rồi. Do vậy với một cổng Thunderbolt 4 sẽ cung cấp được băng thông tối đa là PCIe Gen 3 X5, vẫn còn quá ít để có thể tận dụng được toàn bộ 100% hiệu năng. Đấy là chúng ta xét trên cái cạnh lý thuyết. Và khi mà cái card đồ họa mới ra đời, đây ví dụ như RTX 3080 ở đây thì đã sử dụng lên PCIe Gen 4 rồi, thì cái lúc này cái cổng Thunderbolt mà anh em cắm EGPU sẽ chỉ còn lại là Gen 4 X2.5 thôi, tức là vẫn còn quá ít để có thể tận dụng được cái hiệu năng của GPU. Bởi vì ở đây mấy em này, đây là Gen 4 ở X16, băng thông còn cao gấp đôi cơ. Tận dụng hiệu năng là một điều khá khó đấy. Nhưng tại sao chúng ta lại cứ khăng khăng chỉ sử dụng cổng Thunderbolt 4 mà không phải sử dụng cổng kết nối khác? Bởi vì như mình đã nói rồi, xu thế của laptop hiện tại thì đều theo hướng là mỏng hóa. Càng mỏng thì sẽ càng ít những cổng kết nối, và lúc này sẽ chỉ tập trung duy nhất vào cổng USB Type-C với giao thức là Thunderbolt. Vì thế có những cái sản phẩm mà anh em thấy là để phổ biến được sẽ cần rất nhiều thời gian, và trong tương lai thì có thể là EGPU sẽ phổ biến hơn cả. Mặc dù đấy là sản phẩm cực kỳ hữu ích, nhưng công nghệ không theo kịp thì nó cũng phải đợi rất nhiều thời gian thì mới có thể đến tay được người tiêu dùng. Nói là thế thôi chứ từ cái lúc mà cái sản phẩm EGPU ra mắt ở thời điểm hiện tại mà mình đã ở trong công nghệ khá lâu rồi, nhưng mình mới chỉ sờ được vào duy nhất có một lần thôi, và mình cảm thấy là đây là một sản phẩm hay nhưng vẫn chưa đủ ấn tượng để chúng ta có thể thay thế được những cái mẫu laptop để chơi game. Vì thế nếu như hiện tại mà anh em muốn chơi game mà muốn laptop mỏng nhẹ thì anh em có thể quan tâm đến những cái mẫu laptop sử dụng những cái mẫu card họa Mac-Q, thì cái kích thước nó nhỏ gọn, laptop không quá dày, thế nhưng cái hiệu năng chơi game vẫn cứ là rất tốt. Còn khi mà anh em try hard gọi là hết sức có thể thì mình nghĩ anh em nên đầu tư desktop chứ đừng nghĩ đến cái giải pháp là EGPU. Vậy thì anh em đánh giá sao về cái sản phẩm này thì đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới bình luận video. Các bạn em chọn video sau.